Em mình nó kêu nó 10 chấm tiếng ở trường. Đi kiểm tra mọi người đi. Đọc đọc. Sao hai? Ở trường học tiếng Anh nhiêu chấm? 10 chấm. Ok, đố đố nha. Thích là gì? Like. Thì. Ý. Chiều. Afternoon. Thích thì chiều là gì? Giữa ôm. Like afternoon. Tiếp 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 tiếp. Còn câu không sao đâu. Không hiểu no. Sao sờ ta. Đâu là where. No style where. Tiếp tiếp. Miếng bàn là gì? Miếng là không. Không là no. Bàn là table. No table. Giỏi giỏi giỏi. Ok tiếp nè. Câu không ai yêu tôi. Không là no. Ai là ai? No I love me. Tôi công nhận em mình đẳng cấp gì đâu luôn á. Thôi các bạn đáp án nè. Quá mệt mỏi. Hai hai sao em phát âm chuẩn Mỹ Tho mà cô cho em không điểm thế này. Ủa gì kỳ vậy? Lại đọc anh nghe xem. Có gì anh lên tìm ông đạo cho. Nè em đọc là xui. Xui mà xui. Nó đọc là sweet. Ủa em nhớ sweet là ngọt mà anh hai. Thì nó đọc giống nhau. Hả? Tiếp đi. Còn cái chữ này nè. Là comment. Ai chạy đọc thế? Sao mà sai được? Thì chắc là ai cũng sai đấy. Đọc là comment. Hả? Rồi đọc cái chữ cuối đi coi. Em chắc chắn 100% từ này đọc là cho. Nhìn thế này cũng đọc là cho. Không thể nào mà sai được. Nó đọc là choir. Choir. Ủa gì kia vậy? Kệ gì? Xác cái chỗ ra đây. Đố các bạn biết tỉnh thành nào giỏi tiếng Anh nhất Việt Nam? Phú Yên. Không tin à? Đây thử nhá. Á, à, đằng kia thấy có một bạn đang đứng kìa. Mình hỏi thăm vài câu với anh xem nhá. Let's go. Hello. Hello. Thấy chưa tôi nói rồi. What's your name? Hello. Where are you from? Hello. Như bạn hơi nhầm. Xí mọi người là thử thử anh nhá. How old are you? Hello. Thank you. Hello. Hôm nay trời đẹp mọi người ha. Chữ này đọc sao lòng? Isley. Không. Isle. Chữ sao đọc? Còn chữ đọc sao lòng? Iceland. Không. Island. Ủa chữ sao đọc? Rồi chữ đọc sao? Debris. Không. Debris. Ủa chữ sao đọc? Rồi chữ đọc sao lòng? Viscount. Viscount. Ủa chữ sao đâu? Rồi chữ đọc sao? Nè em biết nè. Đi kia. Không. Nice. Ủa chữ sao đâu trống vậy? Tiếng Anh. Cái gì vậy bạn ơi? Nghe mấy đứa ở quê đồn thật em mà phạm hay lắm. Đi kiểm tra thử xem. Đây để mình kêu đọc 6 rồi để xem nha. Ôi dù. Em đọc đọc. Dạ. Nghe mấy đứa nói em phạm chuẩn hả? Dạ đúng rồi. Ở trên lớp á cô nói em phải âm như người Mỹ vậy á. Vô. Ok. Đọc mấy này nghe coi coi. Đọc coi. Okay. To nha. Like. Dễ mà hai. Ủa? Nó đọc giống nhau vậy hả? Đúng rồi. Mô Phật đúng Trung Mỹ Tho luôn mọi người. Đây đọc lại nha. Live. Light. Line. Like và like. Đây là 5 chữ tiếng Anh mà các bạn lưu pham sai. Thử bớt chém gió đi anh hai. Giờ này miền Trung bão lắm rồi. Không tin à, đọc mấy chữ này xem. Ok con ok luôn. Chữ này. Chà, quá đơn giản. Colonel. Nail cái mặt heo thì có. Colonel. Thì em lạc giọng tí á mà. Thế chữ này thì sao? Trời ơi anh còn có từ nào khó hơn không? Demo. Mô Phật, nó đọc là demo. Nãy em đọc demo mà anh nghe không rõ chứ. Ủa thế à, lẽ anh nghe nhầm. Vậy chữ này sao? Sao anh làm thầy mà anh nói dẻo vậy? Không giống em thầy anh tí nào. Debut. Anh nghe bài mono debut chưa? Debut là cái gì? Debut. Nãy trời đẹp gơ hơn anh hai hơn. Thôi anh hai làm video em đi với nhà đây. Đố em nha, ai là Mac hay là tôi? Tôi. Flower là hoa hay là bột? Là hoa. Sell là bán hay là tế bào? Tế bào. Write là viết hay là đúng? Đúng. Eight là anh hay là số 8? Số 8. Two là tới hay là quá? Quá. Four là số 4 hay là cho? Cho. Night là tối hay là hiệp sĩ? Buổi tối.
Thế sun là con trai hay mặt trời? Con trai. Vậy where là ở đâu hay là mặt? Ở đâu. Thế bye là mua hay là tạm biệt? Mua. Thế no là không hay là biết? Không. Sao biết hay vậy? Đúng lỗi. Muốn trăm đồn lận. Được. Ok, dịch mấy câu sửa sang tiếng Việt. Ok. Have là gì? Có. A cow là gì? Một con bò. Have a cow là gì? Rất dễ dàng, rất bực bội. Lamb là gì? Què. Duck là gì? Con vịt. A lamb duck là gì? Một người thất bại. A là gì? Một. Chicken là gì? Con gà. A chicken là gì? Một kẻ hèn nhát. Nè. Ê, ủa gì vậy? Dạ. Gì hả? Ê, đọc. Tình yêu là love. Sex là landing. Đó là hit. Thế bây giờ tình yêu sẽ là gì? Love hit landing. Ủa, cái gì? Đúng rồi hả? Quá sai rồi. Love at first sight. Đi này. Thế bây giờ khoai tây là potato. Vậy khoai lang là gì? Bồ lang tổ. Ủa, cái gì? Đúng rồi hả? Không, sai rồi. Sweet potato. Tiếp này. Carrot là carrot, beer là beer. Vậy giờ I don't know là gì? Em không biết. Sao không biết? Chứ nghĩa là em không biết mà. À hả? Hai. Dây. Hai sửa giùm em giúp ba con này đi. Em chắc chắn em làm đúng một cô lại cho em sai. Thôi mệt á. Thôi dây. I will go play with girlfriend. Sai đúng không em nậu? Thứ nhất cái đi chơi bạn gái là gì? Hang out with my girlfriend. I will hang out with my girlfriend. Còn câu này nữa. Ôi mệt á. Tiền bạc gì tao. Câu gì? I often read book. Tao dạy mấy lần rồi hả? Trời ơi. Cứ khi mà mình dùng danh từ ấy mà đếm được á, mà dùng nghĩa chung chung á, thì phải luôn ở dạng số nhiều thêm sờ vô. I often read books. Hiểu không? Tại vì em dùng nghĩa chung. Mấy quyển không biết. Quyển nào không biết. Luôn là books. Được chưa? Câu cuối nữa nè hai, em thề với hai, em chắc chắn 100% câu này em đúng luôn nè. Thôi mệt á. Đây mày. Rồi, nói đi. I like drink coffee. Trời, nói miết. Khi em dùng cái động từ like thì một phía sau là I like to drink coffee. Hoặc là I like drinking coffee. Chứ I like drink coffee, mô phật. Em nói em học từ bình giọng đúng không? Đúng, phải chỉ là miếng bạc. Em đố từ đáng nghĩa nha. Ok. Rồi, dài. Lắm. Gì? Long. Ngắn. Sắp. Short. Trống. Empty. Empty. Đầy. Full. Full. Hẹp. Narrow. Narrow. Trống. Nguyên dê. Wide. Nặng. Heavy. Heavy. Ok. Nhẹ. Light. Light. Chạm cuối vô. Light. Nóng. Hot. Hot. Lạnh. Cold. Cold. Chua. Chua. Sour. Ngọt. Sweet. Sweet, trong dài á. To. Big. Big, nhỏ. Smile. Small, nghèo. Yếu. Khi thằng em 10 chấm của tôi đọc và tôi đọc. Mấy giờ đọc? 12 giờ kém. Ok, xong ngủ nha, vô nè. Vô. Expensive. Expensive. Cute. Cute. School. School. Beautiful. Beautiful. Hoặc là beautiful. Murder. Mother. Quê. Gì? Cute. Quê là gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với. Không có tiền không? Ok. Bây giờ đã đúng một trong ba câu là được. Nào đọc nè. Vô ok rồi nè. Bird là gì? Con chim. Giỏi, ok. Early là gì? Sớm. Hey, an early bird là gì? Là con chim đẻ sớm. Thảo lao. Một người thường thức dậy sớm hay thức dậy sớm? A couch là gì? Một con bò. Lao. Một cái ghế dài ở cuối. A couch. Một cái ghế dài hay bàn dài vô hay là ghế sofa đấy. Rồi potato là gì? Khoai tây. À đúng, ok. Thế a couch potato là gì? Một bàn ghế dài đựng khoai tây. Wow, một cái người rất là lười biếng, thường chỉ thích nằm ưỡng bụng coi tivi ăn khoai chiên thôi. Đúng không á? Đồ cuối nè, đúng là được đồng nàng, đồ cuối nha. Ok. Rồi. A party là gì? Là bữa tiệc, là party.
party. Thế bạc cây không? Hay là party nhá. Rồi animal là gì? Animal là động vật. Thế a party animal là gì? Là một bữa tiệc động vật. Là một người thích tiệc tùng thôi. Thử thách tiếng Anh chỉ cần chọn sai thì đúng. Ok không? Ok. Rồi. Thế đố em nhá. Meet là thịt hay là gặp gỡ? Thịt. Die là chết hay là nhuộm? Chết, dở ẹt. Write là viết hay là đúng? Viết. Chưa đánh thầm dễ sợ. Pair là đôi, là cặp hay là quả lê? Quả lê. Ai là tôi hay là Mac? Tôi. Peace là mẫu, là miếng hay là hòa bình? Hòa bình. Rain bì đó. Ủa anh hai, xem vui tiếng Anh mà sớm như câu này em trả lời cũng đúng hả vậy? Thì tụi nó đọc giống nhau hết mà. Ê Lộc, làm gì kiểm tra cái không điểm mày Lộc? Do bữa tiếng Anh em biết em đọc mà cô bà không hiểu đấy, bà yêu bà đâu hiểu, bà cho em không điểm. Chứ bữa kiểm tra giờ vụ gì mà đọc không điểm? Đọc tên nghề nghiệp. Rồi bữa kia đọc thử nha. Cái mớ không điểm. Công an là gì? Police. Bác sĩ. Doctor. Bảo vệ. Security. Ca sĩ. Singer. Rồi nông dân. Family. Người lái xe. Driver. Coi. Rồi thợ làm bánh. Baker. Đầu bếp. Chef. Thợ coi. Rồi quản lý. Manager. Thôi, còn người mẫu. Model. Chú, vậy là không điểm rồi đúng không? Còn người nữa. Hết nói luôn. Thua. Vậy là thua rồi. Vậy thua rồi. Lộc Lộc, học tao mấy năm rồi Lộc? Em học trong được 6 năm rồi hai. Học đó hả? Dễ giỏi chứ, em của hai mà. Ừ, ok rồi. Chào mọi người bạn cậu tiếng Anh rồi. Hello everything. Ok, rồi. Bây giờ anh giả bộ là người đứng ngồi. Xong cái anh với em trò chuyện ok rồi nè. Dạ rồi. Hello Kitty. Hello Kitty đó, còn gì nữa? Ok, rồi rồi. Tiếp nhá, how old are you? I'm fine, thank you, and you? Hóa tuổi mà, ok. Tiếp. Do you love your mom? I very love mom. Có nghĩa là gì vậy? Là em rất yêu mẹ. Ủa, sao nghĩ là rất yêu mẹ ta? Very là rất, love là yêu. À, rồi rồi rồi, ok rồi. Còn gì nữa? Thôi, bữa sau đừng cứu em tôi nha. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Phần 2 hả? Đang coi gì Lộc? Em đang coi video hôm bữa nè. À ok, dám chơi tiếng Anh nữa không? Trời ơi, sợ gì? Ok ok, rồi vậy câu này coi. Đường em đi, đường tôi đi. Đường em đi, đường tôi đi. Sugar là đường. Sugar you, you go, sugar me, me go. Ok rồi, còn hai câu hai. Câu này coi, anh muốn cầu hôn em. Anh muốn cầu hôn em hả? Ừ. I want là muốn. I want to kiss you. Cười bò, cười bò. Cười bò hả? À. Cười là smile. Smile khao. Rồi rồi, câu này. Biết chết liền. Biết chết liền. Hai câu nào, câu nào khó hơn nữa không hai? Dịch đi, ngon dịch. No day now. Gì? ê đầu mọi người, ê đầu. Đáp án nha, đáp án nha. Mới ngồi dậy hay lộn? Học cho anh không? Anh vô mà học gì? Thôi, đó là đúng cho cái này nhá. Ok. Thế bây giờ nè, bring là mang, me là tôi, up là lên. Thế bring me up là gì? Là mang tôi lên. Có, nuôi nắng tôi. Rồi nhá, thế bây giờ me á là tôi nên là bring me up là nuôi nắng tôi. Vậy bây giờ something là thứ đó. Thế bring something up là gì? Nuôi một thứ gì đó. Không có. Đề cập vấn đề đó, đề cập thứ đó. Ủa? Thôi về. Thôi về cái cú nè. Cái cú nè. Then go là đi. Out là bên ngoài. Thế go out là gì? Đánh đố đúng không? Đánh đố đúng không? Vậy là đi vô công. Hey, why do you look so sad? Thì tớ táo á, mà em hết tiền. Tôi uống gì, muốn có tiền không? Phải đối dịch tiếng Anh nữa chứ gì, mệt quá hết tiền rồi. Không phải dịch tiếng Anh, dịch English. I'm broke là gì?
Đã bảo em hết tiền rồi không có chơi. Ai đâu mà mày đây, thế I'm penniless. Anh không nghe à, em đã bảo em hết tiền rồi mà. Ơ, hay nhờ, thế I'm out of cash. Anh chọc điên em phải không, em hết tiền rồi anh đừng có đố nữa. Why là, tiền này em miss đồ à. Bây giờ nhá, I'm hard up. Nói thiệt là em túng thiếu lắm rồi, đừng có hỏi nữa. Sau này năm nay mấy đột biến thế ta. Thế I'm skint là gì? Anh không tin hay sao mà hỏi biết vậy. Nhìn nè, em không còn đồng nào hết á, hỏi hoài à. Hai tỷ tiêu tới này đúng hết rồi đấy. Ủa, là sao?